Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi đeo hình chú ếch xinh xắn như thế này ha Thân sau nè Và thân trước Mẫu này thì rất là đơn giản Các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được ha Bên trong thân túi thì nó rất là rộng Các bạn có thể để điện thoại Hoặc là một số phụ kiện cá nhân Hoặc là móc cho bé thì mình có thể đựng một số phụ kiện cho bé vào bên trong ha Phần dây thì mình có thể phối dây dài hoặc dây ngắn tùy thích nè đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, tùy vào cái size các bạn móc mà các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích đầu tiên bằng với kích cỡ độ rộng của cái phần túi mà các bạn cần ha. Đối với mẫu này mình sẽ móc lên tổng cộng là 30 mũi móc xích, tương đương với lại 15 cm ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi hoàn tất được 30 mũi móc xích ta đạt được một cái độ rộng cho cái phần thân túi rồi nè. Thì từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Ta đâm kim vào chân thứ 30, móc vào đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Được 3 mũi kép đơn vào chân thứ 30 rồi, các chân còn lại mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì chân cuối cùng khác với các chân bên cạnh, chân cuối cùng các bạn móc cho mình 7 mũi kép đơn vào cùng chân móc ha kép đơn đầu tiên nè. Mũi kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu. Và mũi kép đơn thứ bảy. Sau khi có được 7 mũi kép đơn vào cái chân móc cuối cùng rồi thì mình di chuyển kim đến các chân còn lại. Mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Khi móc nhớ dấu cho mình sợi len thừa để ta cắt len không phải dấu len nhiều nè. Khi móc được đến cái chân cuối cùng thì ban đầu chân đó mình có móc 3 mũi kép đơn. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào chân cuối cùng đó 3 mũi kép đơn nữa. Như vậy là ở cái chân cuối cùng này mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi kép đơn với ba cái mũi xích mà mình gây nên được tính là một mũi móc ha. Thì ta sẽ có được tổng cộng là 7 mũi rồi nè. Để kết thúc cái vòng này các bạn để ý cho mình ở cái ba mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên. Đếm vào cái chân xích thứ ba từ dưới lên ha. Đâm kim vào chân xích thứ ba móc vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên cho mình ba mũi móc xích. 1 2 và 3. Như vậy là ta hoàn tất được vòng đầu tiên ha. 3 mũi kép đơn cuối cùng và 3 mũi đầu tiên là 6 mũi nè. Với 3 mũi xích gây nên đầu tiên, ta cũng có được 7 mũi bằng với số mũi móc của cái đầu bên này rồi nè. Ta sẽ đạt được cái độ rộng của phần đáy túi như thế này. Tiếp tục hàng móc thứ hai. Thì hàng móc thứ hai khi gây nên 3 mũi móc xích được tính là một mũi rồi nè. Các bạn lấy len sau đó mình đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên nha. Đây, đây kép đơn này thì cái chân nó nằm ở trên đầu ha móc vào mũi kép đơn sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cứ mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha Thì số mũi móc nó đã đủ cái độ rộng cho phần đáy túi rồi. Ở đây mình có 7 cái mũi mà mình móc vào cùng chân móc. Thì mỗi chân cũng móc một mũi kép đơn cho đến cuối. Sau khi đã móc được đến cuối vòng móc rồi nè, xét đây nó có cái chân móc của mũi giờ kết thúc, mình sẽ không đâm kim vào đó mà mình đâm kim vào cái chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi mình gây nên đầu tiên. Móc vào đó một mũi giờ là ta kết thúc vòng. Và tiếp tục móc lên cho mình ba mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng thứ hai. Lúc này cái vòng móc thứ hai nó sẽ tạo cho mình được cái độ sâu cho phần thân túi ha. Các hàng móc kế tiếp thì các bạn sẽ làm tương tự như hàng móc mà mình vừa móc luôn nè. Khi gây nên 3 mũi móc xích rồi, chân đầu tiên mình móc sẽ là chân của mũi kép đơn đầu tiên nha. Đâm kim vào đó móc một mũi kép đơn nè. Sau đó lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nha. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình có một lưu ý đối với những bạn nào mà khi kết thúc hàng móc nó bị hở mũi nè Thì các bạn cứ kéo căng cho mình cái sợi len cho cái mũi móc nó sát với cây kim móc Sau đó đâm kim vào chân xích thứ ba từ dưới lên móc một mũi dời Lúc này mình sẽ kéo dài sợi len và các bạn guốc cho mình cái sợi len lại Thì cái mũi dời của mình nó sẽ khít lại chứ nó không bị hở quá nhiều ha Sau đó lên 3 mũi móc xích Mũi đầu tiên sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên nha các chân móc còn lại thì làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa Tùy vào size túi các bạn móc mà các bạn sẽ canh chỉnh cho mình Cái độ rộng của phần thân túi với chiều cao của phần thân túi nó sẽ sắp xỉ bằng nhau ha Sau đó mình sẽ tiến hành bo lại để cho cái phần miệng túi của mình nó nhỏ lại sau khi hoàn tất được chiều cao của phần thân túi rồi, bây giờ mình sẽ thêm một cho đến hai hàng móc nữa để mình giúp cho cái phần miệng túi nó có cái độ bo nhỏ lại nó không có bị quá rộng khi mình sử dụng lâu dài ha thì khi kết thúc cho mình cái hàng móc này các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích thôi chứ không móc lên ba mũi móc xích nữa sau đó ta sẽ chụm hai chân liên tiếp này lại thành một mũi nè thì để chụm lại các bạn lấy len lên kim sau đó ta đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên kéo len qua chân móc và kéo qua hai chân trên kim sau đó tiếp tục lấy len lên kim đâm kim vào chân của mũi kép đơn thứ hai kéo lên qua chân móc và kéo qua hai chân sau đó kéo qua ba chân trên kim như vậy là ta đã chụm lại được thành một chụm ở đây rồi nha giảm được 3 mũi móc các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cái đầu còn lại ha sau khi móc được đến cái bên đối diện rồi nè thì lúc này ở cái phần đầu tiên mình chỉ gây nên hai mũi móc xích thôi tức là mình đã giảm được một mũi ở xích rồi tiếp tục chậm hai mũi lại nữa như vậy là ba mũi mình chậm lại được thành một mũi ở bên này các bạn cũng làm tương tự cho mình tức là mình sẽ chậm lại ba chân liên tiếp thành một mũi ha ta lấy lên lần thứ nhất lên kim nè đâm kim vào chân kế bên là chân thứ nhất nè kéo qua hai chân tiếp tục lấy lên lần thứ hai đâm kim vào chân thứ hai kéo qua hai chân và lần thứ ba ha kéo qua hai chân sau đó kéo qua hết bốn đường trên kim như vậy là ba chân phía dưới chụm lại được thành một mũi bên trên các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng thì ở hàng bên dưới mình móc vào chân xích thứ ba nhưng lúc này mình sẽ đâm kim vào chân của cái mũi chậm mà mình chậm ở đây nè không đâm kim vào chân xích thứ ba nữa vì mình có hai xích thôi ha đâm kim vào chân của mũi chậm móc vào đây một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích nhớ canh chỉnh cho mình cho cái mũi dời nó sát lại nha thì phần miệng túi của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại ở hai bên mình sẽ móc thêm từ 1 cho đến hai hàng móc giả mũi nữa hàng móc giả mũi thứ hai thì các bạn sẽ làm khác so với cái hàng móc đầu tiên một tí tức là cái chân đầu tiên nè chân đầu tiên sẽ là cái chân mình móc mũi giờ kết thúc cái vòng phía dưới ha là cái chân của mũi chậm nè mình sẽ chậm chân đầu tiên với cái chân kế bên lại thành một mũi các bạn cũng móc lên hai xích sau đó lần lượt tam kim vào hai chân nè kéo qua ba đường trên kim ta chậm lại được hai chân phía dưới thành một mũi ha các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến đầu còn lại Khi móc được đến cái đầu còn lại rồi thì lúc này khác với lại cái hàng phía dưới. Mình chụm lại cái chân của mũi chụm với cái chân ở phía sau nó thành một mũi thôi ha. Tức là ta sẽ lấy lên hai lần lên kim thôi chứ không phải là ba lần. Đâm kim vào chân mũi chụm nè, sau đó đâm kim vào chân phía sau mũi chụm đó. Kéo qua ba chân trên kim. Như vậy là hai chân mình chụm lại được thành một mũi ha. Các chân còn lại thì làm tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì cũng đâm kim vào chân của mũi chậm đầu tiên móc một mũi dời Sau đó móc lên hai mũi móc xích đối với những bạn nào mà muốn móc thêm nữa Còn những bạn nào mà muốn dừng lại ở điểm này thì các bạn sẽ cắt len ha Sau đó mình sẽ viền lại một hàng viền cho phần miệng túi của mình nó được chắc chắn hơn Đưa cho mình cái sợi len viền ra phía sau nè Mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời mà mình siết lại ở cái phần phía dưới sau đó mình sẽ kéo cái sợi len ra phía sau. Kéo sợi len qua cái chân của mũi dơi đó. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân kế bên móc một mũi móc đơn, nhưng mà mũi móc đơn này các bạn sẽ tạo cho mình một đường gờ ha. Kéo len nè. Mình sẽ đưa cái sợi len màu hồng xuống dưới kim. Sau đó vòng một vòng quanh kim. Tức là cái sợi len của mình nó sẽ quấn qua hai cái đường móc ở trên kim siết được mình thật mạnh cái sợi len lại sau đó kéo qua hai chân trên kim ta sẽ được một mũi đơn mà nó có thêm một cái đường g ha làm tương tự cho các chân còn lại nè đâm kim nè kéo lên sau đó đưa cái sợi lên xuống dưới kim vòng một vòng quanh kim siết cái sợi len lại kéo qua hai chân trên kim ta được mũi đơn thứ hai các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối thì mình sẽ có được một cái hàng viền như thế này ha đâm kim nè kéo lên sau đó vòng cái sợi len quanh một vòng quanh kim nè kéo qua hai chân trên kim làm tương tự cho mình cho đến hết Sau khi hoàn tất được hàng viền thì kết thúc đâm kim vào cái chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó các bạn sẽ kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len đang nằm ở mặt phải ha. Ta đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc. Sau đó kéo cái sợi len này ra phía sau nè. Mình tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc tương đương màu ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần thân túi như thế này. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết trang trí tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo lên qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo này 6 mũi móc đơn hả? móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời Ta hoàn tất được vòng đầu tiên với 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai. Móc lên một xích. Vòng móc thứ hai ta có 6 chân thì mỗi chân móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân đầu tiên nè. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba cũng tương tự, 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm cũng tương tự, 2 mũi móc đơn cùng chân móc và chân thứ sáu chân cuối cùng móc hai mũi móc đơn khi kết thúc vòng thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích vòng tròn của mình nó có cái độ rộng ra rồi nè mình sẽ móc thêm một hàng móc cho cái phần mắt nó có độ rộng hơn ha thì móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được một cụm móc như thế này các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ được tổng cộng là 7 cụm móc tương tự như vậy ha. Một móc đơn nè, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc ha. Kết thúc vòng nè. Thì như vậy là cái phần mắt của mình nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi. Mình sẽ dừng lại ở hàng móc thứ ba này. Hàng móc thứ tư mình không cần phải tăng mũi nữa lên cho mình hai mũi móc xích sau đó mình sẽ móc các cái mũi nửa kép vào các chân móc mà mình đang có ở đây mỗi chân cứ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết hàng ha sau khi hàng tất được cái phần ngoài của mắt rồi thì các bạn giấu len cho mình và mình sẽ móc thêm cái mặt trong ha mặt trong thì mình sẽ móc ba vòng tương tự như cái mặt ngoài nhưng mà mình sẽ không móc cái hàng móc kết thúc ở phía ngoài ha sau đó mình sẽ đến cố định cái lông trong vào cái lông ngoài nè. Ở hai bên má thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hai vòng tròn của cái phần mắt bên trong. Mình sẽ móc ít hơn cái phần mắt một hàng hoặc hai hàng ha. Còn đối với phần miệng thì móc cho mình một hàng xích, sau đó mình sẽ sử dụng keo nến, các bạn sẽ đến cố định cho mình theo cái form miệng mà các bạn cần nè. Ta sẽ có được một cái phần thân túi như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo sợi dây ha, Đối với sợi dây thì chập cho mình hai cái sợi len lại. Sau đó mình sẽ kéo một đoạn vừa đủ dài tầm khoảng 2 cho đến 3 mét. Sau đó mình chập đôi lại nè. Cắt cái đoạn len thừa đi ha. Sử dụng cho mình cái chỗ mà mình chập nè. Mình sẽ đưa vào một bên thân hông của túi thì cái phần túi của mình các bạn đặt cho mình nằm ở mặt phẳng thì chọn hai cái điểm đối diện với nhau ha hai bên góc này sau đó đâm kim vào một góc mình sẽ đưa cái chân móc này qua lúc này các bạn sẽ cầm cho mình trên tay hai sợi len màu hồng hoặc màu trắng tùy ha mình sẽ cầm trên tay là sợi len màu hồng còn sợi len màu trắng các bạn sẽ quấn cho mình ngược lại lên kim từ trước kim ra sau nè trước kim ra sau ha, sau đó kéo sợi len màu hồng qua hai đường trên kim, tiếp tục nè, sợi len màu trắng thì quấn từ trước ra sau kim, lên màu hồng thì kéo qua hai chân trên kim, tiếp tục ha, lên màu trắng quấn từ trước ra sau, màu hồng thì quấn qua hai chân, làm tương tự cho mình cho đến hết cái sợi là dây này ha, ta sẽ có được một cái đoạn dây đeo vuông như thế này. Sau khi đã hoàn tất cho mình được độ dài của sợi dây rồi thì đầu còn lại các bạn sẽ cột cho mình một guốc ở đây. Và mình sẽ giấu những cái sợi len cùng màu vào những cái mũi móc cùng màu ha. Ta sẽ có được một cái phần thân túi như thế này. Các bạn có thể canh chỉnh chiều dài sợi dây. Bên trong thân túi thì mình có thể đựng nhiều phụ kiện khác nhau ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc. Chúc các bạn móc thành công.